Trên đường bay về Mỹ sau chuyến công du tốt hành đến Trung Đông hôm 18 tháng 10, Tổng thống Joe Biden nói với các phóng viên rằng ông đã bày tỏ thẳng thắn với giới lãnh đạo Israel về sự cần thiết phải đưa hàng cứu trợ nhân đạo đến cho người Palestine ở dãy Gaza. Ông Biden cũng khen ngợi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi vì đã đồng ý mở cửa khẩu Rafah để cho phép 20 xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo đi vào Gaza để cứu trợ người Palestine trong vài ngày tới. Trước đó trong cuộc gặp với thủ tướng Israel Netanyahu, tổng thống Biden nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel. Tuy nhiên, ông Biden cũng kêu gọi Israel không lặp lại những sai lầm mà Mỹ đã mắc phải sau sự kiện ngày 11 tháng 9 cách đây 22 năm. Ông thúc giục Israel đừng để sự giận dữ lấn át lý trí khi đáp trả cuộc tấn công của Hamas sau nhiều giờ hội đàm với tổng thống biden thủ tướng israel đã đồng ý mở cửa khẩu rafah ở biên giới giữa gaza và ai cập và cho phép xe <laughs> chở hàng cứu trợ vào lãnh thổ này ông biden nói rằng người dân palestine cũng đang chịu nhiều đau khổ và nước mỹ cũng tiếc thương cái chết của những người palestine vô tội như toàn thể thế giới